Tiến sĩ Shankar ơi, giúp tôi với. Ông bán trà đáng ghét không cho tôi ăn bánh samosa. Mỗi lần tôi tới đó ông ấy đều kêu tôi thanh toán hết tiền nợ cũ. Hôm nay thậm chí là ông ấy còn đánh tôi nữa chứ. Ông bán trà dám đánh anh hả? Sao có thể quá đáng như vậy? Tôi đi nói lý lẽ với ông ấy đây. Tôi sẽ dạy cho ông ấy một bài học cả đời này ông ấy không thể nào quên được. Đừng mạnh tay quá nha. Cứu gia! Tôi tới chỗ ông bán trà chưa kịp nói lý lẽ đã bị ông đánh tơi tả rồi. Ông dạy tôi một bài học mà cả đời tôi cũng không quên được. Tiến sĩ Chaka ơi, làm ơn đi. Ông có cách nào để làm cho ông bán trà quên hết những khoản nợ tiền bánh samosa của Moto không vậy? Ôi Bách Lu, bằng hiền của tôi, anh em của tôi, đây là mũi kim có tác dụng làm cho người ta lãng quên. Bây giờ anh hãy cầm nó tới chỗ ông bán trà, rồi tìm cách chích vào người của ông ấy. Sau đó cho ông ấy xem tấm bảng hôm nay ăn quỵt, ngày mai trả tiền. Như vậy thì từ ngày hôm nay về sau, mỗi lần các anh tới đó ăn, ông ấy sẽ nói hôm nay ăn quỵt, ngày mai trả tiền và không lấy tiền của các anh. Tiến sĩ Chaka ơi, ông đúng là số 1 mà. Chỉ cần ông bán trà coi tấm bảng hôm nay ăn quỵt, ngày mai trả tiền là được, có phải vậy không? Đúng vậy, nhưng phải cho ông ấy xem tấm bảng ngay sau khi chích kim. Nếu để ông bán trà nhìn thấy nội dung khác thì ông ấy sẽ nhất định làm theo những gì mà mình nhìn thấy. Hiểu rồi, nhưng ông ấy sẽ không đứng yên để chúng tôi chích kim vào người đâu. Tiến sĩ chết ca này luôn có giải pháp cho tất cả mọi vấn đề phát sinh. Cầm lấy đi, trong này có rất nhiều kim và cả một cái ống thổi. Hãy bỏ kim vào ống rồi đứng từ xa chờ cơ hội bắn nó vào người của ông bán trà. Đợi khi bắn trúng rồi thì lập tức chạy lại gần cho ông ấy xem tấm bảng hôm nay ăn quỵt, ngày mai trả tiền. Trà của mình thơm quá, bánh trái thì lại rất ngon. Giữ gìn đường phố sạch đẹp. Đại ca ơi, đại ca, anh bị làm sao vậy đại ca hả? John sẽ trở thành ông trùm. John sẽ trở thành ông trùm. Nếu chúng ta vơ vét hết tiền bạc của cải, vậy thì anh sẽ phụ trách dọn dẹp rác thải. Wow, đại ca hay quá. Anh vừa xuất khẩu thành thơ kìa. Nhưng mà chúng ta lo chạy trước đi, nhanh lên. Cảnh sát trưởng sắp đuổi tới rồi, nhanh lên. Công việc này coi bộ rất hợp với tên John á.